Mày gạt đó, mày gạt, mày nói thiệt mà. Đi mô chào mời cô chú đi con. Ê, kỳ vậy. Đi chào, không chào bà cô chú đi con. Em chào. Em chào ai? Em chào ông bà. Hương nè. Bà. Bà. Con nói chào mời cô chú đi. Chào ơi. Chào mời cô chú. Chào mẹ. Xin chào mẹ. Xong rồi. Oh, wieder kalt, ja? Ja, es ist jetzt noch Winter, ist die Jahreszeit, ne? Aber nur 5 Tage, das ist schon ein bisschen Frühling. Netter Monat, schon Frühling. Ja? Ja, im März, ja, stimmt. Ja, aber Anfang März nicht gleich, ne? Ich weiß nicht, welcher März. März für März, April, Mai. Ja. Das ist der Frühling. Wann ist Frühlingsanfang? Frühlingsanfang ist der Montag, den 20. März 2023. 20. März erstmal mal. Ja. Ja. Montag, ja. Montag, den 20. März. Hm. Also kannst du sagen, noch ein Monat ist Winter. Ja, noch ein Monat Winter. Ja, genau. 20. März. 20. März erst, ja. Genau. 20 tháng 3 là cái ngày bắt đầu xuân. Chứ mình cứ hồi đó giờ cứ nghĩ đầu tháng 3 là xuân thôi mà. Du fährst sie, wer liebt dich am meisten? Siri, wer liebt mich am meisten? Was möchtest du über dich selbst wissen? Was hat sie gesagt? Du musst es selbst wissen. Wer mich am meisten liebt? Tut mir leid, das kann ich nicht. Tut mir leid, ich kann das nicht. Weiß nicht. Ba hỏi là ai thương ba nhiều nhất, hỏi nó biết không? Nó nói gì nó không biết. Ich weiß es ja, Lia liebt mich am meisten. Aber weiß schon. Stimmt? Das weiß ich ja schon. Ja, thương ba nhất nè. Ja, thương mẹ, thương ba nhất. Đừng gán chịu đi con, hãy răng gán chịu đi nha. Thì ba thương ba nhất hả? Mẹ biết mà, đừng có liếm nữa. Cái răng con nó khó chịu, gán chịu đựng nha con. Nha, dạ đi. Vừa xuống mà em mái xanh nhé. Gửi đuôi đi nhá. Dạ. Thì mô chưa có hai răng nào chân hả con? Chưa hai răng rồi hả? Dạ. Này. Dạ. 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 I lost, yeah, that's I lost a carry. That's a con răng sâu. I lost a carry. It's almost a shoe. Yeah, mama, I lost a carry on my shoe, mấy hình. Cái răng sâu phải trám inlay. Du hast ganz doll wie die ganze Tag. Nee, nur nicht dort, nicht weh. Nur ein bisschen ruf, nur ein bisschen früh, das ist ein bisschen anders, dann schön vorbei, schnell vorbei. Ein bisschen weh, aber ich halte es ein bisschen aus. Stimmt, Lea? Ja, es tut nicht so weh. Nicht so weh, tut weh. Erklär vor Timo, wie der Arzt macht, oder? Der Arzt macht das Loch so mit einer Füllung. Ja, dann Füllung. Dann ist alles vorbei. Füllung? Ja, Füllung. Füllung. Mit Inlay, ja? Eine Füllung. Ja, eine Füllung. Dann macht sie das glatt und dann ist... Cái lưỡi à? Und dann ist alles fertig. Fertig. Nhà đi ba, đi nhà sĩ chăm răng nè, không có sợ. Trời ơi, trời bị tuyết mà còn mưa nó ướt nè. Ra ngoài là lạnh lắm luôn, vừa mưa mà vừa tuyết gì là lạnh lắm. Nó nước á. Dạ, sẽ tham đi biển tốc. Yes, sir. Not winter, but I have to say up 20 the next month, that's Anfang Frühling. Heute haben wir den 25. Ja, ungefähr. Noch 25, noch 26 ja. Tage. Ungefähr 4 Wochen noch. Ja.
better with you, Oma, nicht, ja? Nur nach Hause, weil der Wetter schlecht ist. Khóa học bơi của tụi nhỏ sắp kết thúc rồi. Một khóa này thì học 10 buổi mà Timo học được 7 buổi, hôm nay buổi thứ 8 rồi. Thì khóa học ở đây thì Quyên học tư nhân á, nên một khóa học vậy là 180 euro, thì một buổi học là 18 đồng ở cả nhà, thì tính ra 400 mấy, hơn 500 ngàn một buổi học. Timo có biết hộp nước chưa? Thành tu under ô để khớp under vas á. Bisschen kurz, ja, yeah, okay. Also ich kann ein bisschen länger. Du bist ein lange? Ja. Ja. Und ein bisschen schwimmen schon? Mà em có thể đợi em control vấn đề khai đó. Quá sao đó. Nhắc nhở ông đừng có chạy quá tốc độ, vì ở đây nó kiểm tra hoài, nó phạt nặng lắm. Die Verantwortung muss ich tragen. Ja, weil du doch das Gärtchen. Ja, weil du deine Gärtchen bist. Ba nói ba nó phải mang đủ thứ chân. Ba nói ba là người đàn ông mạnh mẽ mà. Cây nè, cả nhà nhìn đẹp ha. Giống như mấy cái bông gòn vậy đó. Đẹp quá à. Mê không? Nhìn thấy đẹp lãng mạn ghê luôn á. Đi dưới tuyết này dễ thương lắm. Thời tiết mất thường thiệt á. Hoa tulip nhà Quyên nó cao được hơn gang tay rồi. Mà bây giờ tuyết cái này là nó chết. Coi cái nào phiên nói đi. Số đó con nhìn số rai phiên. Đây nè, bên đây nè. Đâu, viên racid đâu? Đúng không? Đúng rồi, viên racid mở ra đi. Mẹ thấy rồi. Mẹ thấy rồi, mở đi. Nãy con chưa chào ông bà ấy nha. Chào ông bà đi. Con đi đâu? Để thôi. Chút đóng lại mới lấy ra được. Con đi đâu? Chút mình đóng lại mới lấy chìa khóa được. Con đi đâu? Con đi đâu? Đừng có liếm nữ nè. Ok, bơi xúc mà. Con đi bơi. Từ nuôi mấy mẹ. Đây là Max Sport. Ở bên kia là cái phòng tập để đóng phí đó cả nhà. Phòng này cái máy để bên ngoài, không có tốn tiền.
Con đi ba ba, đi ba kìa. Cẩn thận con. Sifi vai nát với đời nha. Nhìn như Giáng sinh là trở lại vậy đó. Fusion Centums Upper Maya. That's our Essen, ne? Nee, nee, ist nur, wir können uns eine Küche kaufen. Ja. Yeah. Eine Küche kannst du hier kaufen. Oh. Romantik heute, ja? Ja, hm. Schon romantisch, ne? Ja. Mal nach, ja. Đẹp quá, cô chú anh chị ơi. Lăng xăm nha, ít mắc video lăng xăm. So hot hier. So schön. Fast so hübsch wie ich. Ja, ja, ja. Guck mal, Alex wollte kein Blatt wie du. Keine Haare. Kein Alex. Die weiße, rauhe Haare. Genau das. Thôi chú anh chị thấy đẹp không? Hai đứa nhỏ nó ở đó bơi một tiếng thì Quyên với anh Peter lại đón. Và hai chồng đi vòng vòng. Không có lại mẹ. Hôm nay mẹ có bận, mẹ có người đến thăm á. Nên không có ghé mẹ. Ở đây đến thăm là phải báo trước, cái đó là bắt buộc, mình phải báo trước. That's a taboo, and in Deutschland it's taboo that man must married termin for her besuch. Für was? Taboo. Taboo? Taboo, that you cannot be with her. Taboo ist, das darf man nicht machen. Ja, yeah, đúng rồi, ja, yeah, taboo. Das darf man nicht machen, ist taboo. Ja, yeah, man must married termin, nicht einfach for home. Nee, yeah. Taboo ist was anderes. Nee. Tabu ist was anderes. Tabu ist Verbot. Tabu, Tabu ist Verbot. Verbot über Gelb reden, über Gelb Farbe fahren. Gestern habe ich gelernt. Ja, ja. Das Tabu in Deutschland. Das Tabu, ja. Das ist frei? Ja. Das ist frei, ne? Das frei. Das Tabu, das darf man nicht, das verboten. Ja. Was sind Tabu in Deutschland? Fast alles ist Tabu, fast alles ist verboten. Ja, Verbot über Gebreden, Verbot Daten machen, Verbot gratulieren vor dem Geburtstag, vorher geht nicht, ne? Ở Đức là không có được hỏi tuổi đối với phụ nữ. Không có được hỏi về tiền lương, không có được hỏi về giá nhà, không có được hỏi về con cái, không có được hỏi về lý do tại sao chưa lập gia đình. Trời, không có hỏi lý do tại sao chưa có con. Rồi ở Đức cái gì cũng không được hỏi chứ. Hai chồng Nguyên vô siêu thị. Ở đây mà rảnh thì chỉ đi siêu thị chứ không đi đâu chứ. Bữa ăn uống với cái mập. Nhưng mà bây giờ giá cả quá tăng rồi cả nhà. Tăng khủng khiếp luôn á. $2.79. Còn này mức 1 cam ăn đi. Cam này to ngon quá nè.
Bánh này Quyên thích nè. Quyên không thích ăn cái vị chanh, thích ăn vị vanilla. Không có. Bên kia là bánh mì đó cả nhà. Bánh mì người ta nướng cũng rẻ. Bánh mì đen. Mày thấy cả nhà bánh mì hạt không? Bánh mì với yến mạch nè. Các loại bánh mì nè. Pita unfit nè, dành cho những người ăn kiêng nè. Mít lái thơm ơn xón ở đúng mình. This is like a... Kẹo. Tôi né hàng kẹo rồi, Quyên không ăn kẹo, không có mua. Ông xã Quyên phía trước đó cả nhà thấy không? Lia nó khoái ăn cái này nè, là kẹo chuối á, kẹo chuối jelly là giống như là kẹo dẻo, chuối dẻo giống như là thạch vậy cả nhà. Lia nó khoái ăn cái này nè. Jelly ananas. Tropical oven. Đây nè. Này cũng ngon nè. Bên kia là hàng rượu. Nói không với rượu. Kẹo sô-cô-la. Cả nhà thấy mấy con thỏ không? Chuẩn bị lễ rồi đó. Nó có mấy con thỏ đó. Cái bánh gì đẹp quá vậy ta. Nhìn bánh đẹp quá ha. Bánh thỏ nè. Frühling Käse. Bánh mùa xuân. Để tôi ngon hả? Đây hả? Hết sát tụi em hắn. Ổng là chi mua mua kéo, chi mua dao, chi mua ly. Mấy cái hạt này nha. Hạt bí nè. Mè. Cái này là yến mạch. Hạt hướng dương. Cái này cũng ngon. 3 đồng mấy một bịch. We do advice cannot. Nhà ở bên này sẽ đi phải đi đến cái đất nua khóc. Nhà nua xin khóc. À, cái đường này thơm nè. Đường này đường mía nè. Đường này cô đường dừa, cái dầu đường dừa. Hoa dừa. Bảo Nguyên có mua rồi, thơm lắm.
Đây nè, một cái này nè. Cái này là hàng thơm nè. Cái này là táo sấy. Kia. Bắt nha. Can of đích nè chắc. This is this and dog nè. Can of souvenir nè. Này thơm. Ich habe eine Apple Chip, ne? Von Liana. Lia mag das gerne. Ja, ja. Was ist denn die hier? Guck mal, kostet. Doch, dann 2,75. Ja, 2,75. Nuss hier. Fuck und wie auch. 2,75. Das ist ein teuer, ne? Ja, aber das kann ja, man in der Küche. Còn có mấy cái này để ăn sáng đó cả nhà. Ăn sáng nè, ăn sáng này cũng ngọt lắm. Này có nước, có dừa sấy nè. Này với với nghệ. Đây là cái truyền thống. Này ngon lắm đó. Này Quyên thích nè, nó giòn ăn như bánh bánh kẹp mình vậy. Ăn với kem á. Nói hồi mua đồ ngọt không? Tỏi nè. Đây tỏi ngâm của người Đức nè. Mua về thử cho cả nhà ăn, cả nhà thử coi ngon không nha. Nó nhiều ngọt. 1.99 đồng. Nó có 3 vị nha. Này. I just bitter. How sure in kindergarten Lia come first? What's that? Lia sure how sure? Come first? Yeah. Guck mal, was gibt denn mir für sie? Ganz come first. Ich vergesse schon. Nee, wir haben nicht zu Hause Hausu. Nur einen kleinen Topf haben? Nein, kleiner, nee. Ich, was das? Das besser. Was bei, was das? Fleischtopf so groß. Wie teuer? Wie sind? 10 Euro. Das ist schon hier für Suppe. Ja. Aber so klein für uns, oder? Nö. Drei schon, ja. Wie meinst du? Und was das hier? Nur Decke? Was hier? Das ist so eine Pfanne so mit Stiel. Das brauchst du auch nicht. Ne, ne. Nein, nein, so gleich, ich mach nicht. Này là 7 đồng cái nắp nè. Nó bán bộ này có nắp riêng nè. Cái chảo này. Sẽ chuẩn nha nha. Nó bật so gleich luôn. Và tôi xích hào xuống. Sát mía nha. €4 nha. Này, so klein. Vì hấp so viết thế là bà. €1. À, mà vì khai plus nè. Ông mua dĩa đâu hoài, mua dĩa, mua chén hoài, đóng luôn, không có chỗ để luôn. Fatimo. Fatimo. Hm. Ja, aber die ist nicht so stramm. Die andere, ich hatte die ist so stramm. So ein hier. Die haben wir gesagt.
Die ist hier nicht so eng. Nicht eng, anders so eng hier. Die haben gesagt, wie mir schon. Gut, ich nehme die. Braucht man nicht Metallteller hier, ne? Mhm. Das schneidet auch nicht. Ein Lau drin. Ein Lau. Und was ist das hier? Dekor. Die Steine, Dekor. Die haben wir auch mal so viel gehabt. Mhm. Ý hâm nó Ý hâm lại có không hỏi mua đồ lược đồ không? Không có nấu ăn nhiều lược cái gì? Guck, der Zeiger kommt gleich da. Guck, siehst du, wie der geht? Der kommt gleich. Aber du hörst ganz leise ticken. Nee, und mit Temperatur. Nee, oh nee. Doch, hörst du. Ja, das funktioniert gut. Ganz, boah, guck, hier kommt der Zeiger, guck. Und Temperatur. Ganz leise, Temperatur auch noch, ja. Mình mua cái đồng hồ kia, nó kêu mình dục bỏ luôn. Nó kêu lớn, giờ mình phải mua cái này. Radio control, tu là chưa? Ja, ist über Funk, ne? Über Funk. Ja, war immer mit, ist egal, oder? Mhm. Wenn meine Kappe getrunken hätte, wäre Geld auch weg, ne? Mhm. Kann man mal hochgucken, wie spät es ist, ne? Quatsch, Quatsch. Cái này lấy mức đó cả nhà, cái đồ lấy mức nè. Đừng có dính đó. Nha. Có bao soi bao nít Timo Interest đắt nè. Nicht mehr, ne? Này, Timo Interest nicht mehr. Nicht mehr, ne? Schon vorbei. Schon vorbei, ne? Mhm. Und was ist das hier? Eine Box. Box für Kartoffeln. Guck mal, hau schon von dir. Sag mir zu Hause noch, ich bin Stellung, ne? Ja, dann bestellst du Hause nochmal, ne? Cá mồi nè, cả nhà. Cá mồi nè, alles. Ah, cá mồi hộp này ngon lấy cả nè. Smack good here. Cá mồi hộp nè. Lâu mới thấy được cá mồi hộp ta. Cả nhà thấy cá mồi hộp không? Đó, này cá ngừ. Đây, cá ngừ trong dầu, trong cái vị chanh. Thèm cá mồi hộp ba cô gái của Thái. Wie teuer das? 3 Euro. Das geht noch. Ai gửi xem vào đây nữa. Phô mô rô, rách ô rô bà bà. Yes, ăn rồi boss. Yes, xuân ra rô. Con này gà đồ tôi ướp sẵn á. Nhưng mà không có nên mua. Theo mình nghĩ nó ướp rồi là nó cũ rồi. Với này nó không vừa ý mình á. Chuyện nào gấp quá thì hãy mua. Còn không mua mấy cái này tươi á. Còn cái này là người ta xay nè cả nhà, bò gà, bò heo, gà, cá hồi ở đây thì là 23 đồng một ký, thì khoảng 600 mấy ngàn ký. Cái này hàng đặc biệt. Cái ông này ông ghi mua giấy toilet nè, ông có ghi mua giấy, mua dĩa, mua ly, là cái bệnh đó, bệnh nghề nghiệp á. Bà, tôi hấp khăn bùa, đó là tôi đánh cơ nua áo bài, nè, toilet á. Khi xa bà phía, mình nói ông bị bệnh nghề nghiệp á. Là ông thấy giấy, rồi giấy ăn, ha, giấy toilet ha, với ly, với dao, với nĩa là ông mua, đầy. Cái bệnh nghề nghiệp đó là cái bệnh của anh.
Là ba nhất nhé. Rau đồ sẵn nè, lá nè, cải bó xôi. Cũng mà fish nha, yeah, that fish nè. This make good nè, cũng mà đèn fish mà letterman we have a call, this make good. It ain't gonna leak mà bà, that's me. That's me. Anh đè fish, mua cá ba sa cho ảnh, mà ở đây không có. Không biết là sea lux. Sea lux không smake nè. Cá nè, ha, it ain't gonna leak. Nick out nè, it ain't gonna leak. Fancy fish. Kem. Ông khúc nữa, ông coi nữa, ông bị nghề nghiệp mà ông coi mấy cái đồ tẩy rửa nè. Đi hấp nó, đi hấp nó qua ba, đi hấp nó rồi nút. Cả nhà thấy không? Vi nói ông bị bệnh nghề nghiệp mà, ông thấy mấy cái đồ rửa chén cái bếp là ông mua à? Đã đáp ý khúc mà lúng mình nha, xí xí. Hoa thủy tiên nè. Xe xua nha. Ế đơ. Có mà ai đơ. Gá đơ. Ăn xúc nha nè. Ăn xúc đó sơ phùm xùm lắm thôi. Dạ đơ. Dạ, xoay bắt khung không biết đi. Nó làm 75.000 một bịch đó cả nhà. Để mua để gieo trồng giống đầu mùa đó. Dạ, Swayman Rai Sun ăn phân. Dạ, Rai Sun. Hoa kìa cả nhà. Swayman Rai Sun. Dạ, ôn chuẩn bị lịch nó ai xuất lên xíu hả? Chuẩn bị lịch nhá. Con này hoa. Ôi hoa. Mê. Mà nói người ta bệnh nghề nghiệp mình còn bị nặng hơn. Xích lấy cái ô. Bia này, thấy này ngon quá, thèm quá. Ba ba, nha. Hấp xuân vào kính này, xoay trước nha. Chú gót nha. Ê, hấp xuân nha. Up ahead, and then right and left. Yeah. On your board, that's man, that's this one. Here, here. For me, eine here. Yeah. Steck Zwiebel, das ist ein draußen. Yeah, yeah, got it. Here oder da, and that. Diese? Yeah, diese. Oder hier, die kleine besser? Oder hier, egal. Oh, die kommt schon raus, wa? Ja. Ein Stück hier für mich. Ja. Ein Stück. Ein Quarkbällchen. Ja. Ja. Nee. Bei uns nicht. Bei uns nicht. Bei uns aber. Ich glaube, da wechseln wir schon mal wieder. Monster. Eine Kuh. Ja.
Siehst du das oder bei mir? Ich sitze bei dir. Ich will auch ein bisschen rausgucken. Ich auch, gell, Angie? Oh. Ob du da sitzt? Ja. Ich habe noch so zwei, drei Taschen im Auto. Du kannst da reinladen in eine Tasche, ne? Was ist das? Taschen. Ja. 10:27 Cái bánh này là dán dán xịn nó mới có nữa, mà bữa nay sao có nữa. Aber das das the besonders for the wine. Ist ja total hohl, wa? Ist gar nichts drin. Hôm nay bánh trống rỗng à. Kaffee schmeckt gut. Weiß ich noch nicht. Noch nicht getrunken. Wir wollten gar nichts kaufen, und schon wieder 85 Euro weg, ne? Thế sĩ khám được sát suốt, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Các bạn. Các bạn. Các bạn. Dạ. Yeah. Quyên kết thúc video đây nha cả nhà. Gia đình Quyên xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Quyên. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Quyên xin chào tạm biệt.